em nói kênh YouTube đam mê của các của mình nha. Hôm nay mình tục mình ra hồ giao ui test mũ cốc tục nha các bạn. Hôm nay mình có mang theo hai gói mũ cốc nha, một loại mình sẽ đánh Vinh và một loại đánh Pha nha các bạn. Đây có hai gói mũ cốc nha các bạn. Một gói mình sẽ đánh Vinh chọn với lại nước tại điểm câu thôi, còn một gói sẽ thể chọn với lại mồ nền uống chua. Đây gói này mình sẽ chọn lại mồ nền uống chua. Đây có thẳng có hai cái tham nha các bạn. Đó, đây là một gói nè, đánh Vinh. Đó. Hai gói nha các bạn. Đây cái thau nhỏ này á mình sẽ chế nước tại điểm câu vô, đột đều lên rồi câu thôi. Thì mình thử trải nghiệm coi cái Vinh và cái không Vinh coi cái nào nó hiệu quả hơn nha các bạn. Đây mồi không Vinh đã trộn xong nha các bạn. Đây đây là mồi pha với lại mồi nền, mồi cốc pha với nền. Tiết xấu quá các bạn ơi, mưa hoài. Hôm nay mình câu cái bờ đá ngắn của hồ Gia Ui, không biết kết quả ngày hôm nay sẽ như thế nào. Thì nói chung lại là từ hồi sáng giờ mình mới vừa đi làm về vừa xong luôn, vừa ra ca ba vừa xong luôn, cũng khá là mệt. Nhưng mà mình sẽ cố gắng đi câu và kiếm một hai con cá gì đó nó vui vui nhộn hấp dẫn quay lên mọi người xem cho thỏa đam mê nha các bạn. Pha đây, ok, nó hơi khô, mình sẽ lấy ít nước, các bạn. Bắt đầu mình sẽ bóp mồi cho mọi người xem. Ok, đây là nước tại điểm câu các bạn. Đây là mồi pha với lại mồi nền nè, còn đây là mồi Vinh nè. Mồi Vinh thì mình trộn nước nó ok rồi, bóp câu được rồi. Đó, còn đây là mồi pha, mồi cốc pha với lại mồi nền nè. Mình cho một tí nước vô, cho mồi mồi nó mềm 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 ra, cho mồi đó nó thô và nhanh tan, quăng xuống cái đằng liền để giữ ổ cá tới ăn nhanh hơn, nhiều hơn, lâu hơn, ok hơn, nhanh hơn. Chứ giờ tầng mình có một ngày đi làm bây giờ cho mọi người xem mà kiếm cái bài gì đó nó vui vui mọi người xem. Ok, đây còn đây là cái bằng C. Đang xe chị chạy. Đó, chị chạy. Đây là mồi già. Trộn một góc, trộn với nền. Nắng mồi to luôn nha các bạn. Nắng mồi to. Để xem thử coi ngày hôm nay coi mồi Vinh hiệu quả hay là mồi pha. Mồi pha với lại mồi cốc pha với lại mồi nền nó sẽ hiệu quả hơn nha các bạn. Hôm nay mình mới coi bờ đá ngắn nè, cho nó đỡ dính đá xíu. Chứ coi bờ đá dài dính đá quá các bạn ơi. Mà nước có sâu quá sâu à. Nước sâu tới mười mấy mét.
chịu không nổi các bạn ạ. Ok, hai cục mình sẽ nắng ba cục mồi pha và hai cục mồi dinh. Đây là mồi dinh. Mồi dinh nha các bạn nha. Ok. Mồi dinh. Đây mồi pha thêm một bò bộ nữa các bạn. Mồi pha một cái đánh 3 cần. Mồi dinh 2 cần. Ok. Chiến thôi các bạn ơi. Giờ mình sẽ ra cần nha. Gắn chuông nữa là đợi chờ kết quả nha các bạn. Ok. Cho các bạn ơi. À. Đợi con cá cho con nha các bạn. Con cá đỡ hơn món rồi các bạn ơi. Đợi con cá chơi đỏ nha các bạn. Nhỏ nha. Mình tưởng dính gốc cái ai ngờ dính cá các bạn à. Ok. Báo cá các bạn ơi. Đang ngồi tóm nè. Đang ngồi tóm chục câu đài cũng cá nó kéo năng cái vụ mới ghê chứ. Cái gì đây hú còi mà. Rồi cá điêu hồng chép. Con nguyên con mồi luôn. À, ăn đấy xinh chưa. Các bạn 10 điểm. Con nguyên con mồi luôn các bạn ơi. Cá tới số rồi. Qua con mồi mới có xíu à. Dính luôn. Ê, bậy. Đây các bạn. Con này về tá hồ tuyệt vời luôn các bạn ơi. 10 điểm nha các bạn. Ok. Cô vỏ nào, xong. À, mồi đam mê câu cá siêu bền, còn nguyên con mồi luôn. Ok các bạn. Trời. Khủng ơi. Kéo ghê trời. Đâu rồi?
Cá trôi. Cá bèo quá. Cảm ơn ơi. Chọc cần luôn mà. Ok. Quá đã, quá đã, quá đã. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Kéo bay gần luôn. Đã thiệt. Sao? Chưa trắng. Cái máy á, cái gửi á. 2kg á. Cái gửi 2kg các bạn. Kéo sập cần nó ghê chứ. Sống như sống biển luôn các bạn à. Mồi mồi ngô cốc Vinh máy đỉnh nha các bạn. Công nhận mồi Vinh ăn ghê thiệt. Quá nhiều đó. À dữ nhiều gì đúng rồi. Ok. Một em trâu trắng. Khá là đẹp. Tuyệt vời. Mặt trời. 3 giờ rồi các bạn ơi. Cá ăn. Ok. Kiếm con khác nha các bạn. 10 điểm. Dùng dây các bạn ơi. Cần là bộ đầu tiên nè. Rồi có cá, có cá rồi, có cá rồi. Có cá rồi. Con cá các bạn ơi. Dùng dây hả mày? Dùng dây hả? Mồi đam mê cá mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh nha anh em. Con người lớn nè, trọng trọng nè. Chép, chép, chép. Chép, chép. Chép, 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 chép. Dính dây còn kia luôn rồi. Chép. Giật không? Giật không? Để cái giật đi. Đồ đẹp. Chép to các bạn ơi. Chép đỡ lắm. Kéo thì trường cái thao ra nha mày. Nó dính, nó đang chạy, giờ chạy dính cái dây mấy cần kia luôn rồi. Rồi 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 rồi. Hai tay, hai tay, hai tay, hai tay. Hai tay, hai tay, hai tay. Hai tay. Con chép vàng các bạn ơi. Vàng ươm luôn. Cá hồ này khôn các bạn ơi. Ăn nó không chịu kéo cần các bạn ơi. Nó chạy ăn chạy vô không à. Lưỡi BB, lưỡi BKK số số 7. Máy đỉnh. Quá đẹp. Bây giờ có chắc là mở cái lưỡi mở ông ra nè. Ngắt luôn rồi. Thiệt tình á. Thôi review con cá trước đi. Để các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Ok. Ok. Mở giỏ ra. 10 điểm. Mồi ngũ cốc đam mê cá máy đỉnh. Ngũ cốc nha các bạn. Đấy, ngũ cốc Vinh đấy. Buổi sáng mình có làm hai là mồi Vinh và không Vinh. Mồi Vinh được 3 con rồi các bạn ơi. Máy đỉnh luôn. Ok. Rồi rồi.
lội rồi. Ok các bạn ơi, khỏi chạy thác ở hết trơn á. Ok nha các bạn, lần này là chết chắc rồi. Rồi còn cái bên dùng dây luôn rồi. Cần này cần hồi nãy xảy cá các bạn. Cá trôi. Ok. Hay quá các bạn ơi. 10 điểm. Cá trôi các bạn. Ok. Mình đang thu dọn đồ câu. Dọn cái bạc với cái dù. Cái năng luôn. Tuyệt vời quá. Ký rưỡi á. Quá đã, quá đã, quá đã, quá đã. Hey mọi người. Cuối giờ rồi các bạn ơi, 5 giờ rồi. À sảy mấy con tiếc quá. Kéo rất cần luôn. Mà dính dính cây dính đá ở dưới. Ngoát lưỡi luôn. Quá đáng tiếc. Ok em này chất lượng ký gửi tuyệt vời chưa, chú trắng cho mùi ba khỏe. Kinh nghiệm mình gài vô trong cái góc các bạn cho nó kéo nó đỡ mất. Quá tuyệt vời, tuyệt vời. Ok cuối giờ là ok rồi. Cái cần kia nó dùng dây luôn rồi kìa, không biết dính cá không. Bỏ này vô vỏ rồi mình quay thử. Ok rồi quay thử, mình quay thử cái cần này luôn các bạn ơi. Cần này nè, dùng nhợ đúng rồi. Cái gì cái cây nữa hả, lên đang dùng nhợ luôn mà không dính. Ok quá ổn rồi, thu dọn được câu luôn các bạn ơi, hết giờ rồi. Má mồ cốc dinh nhạy cá quá các bạn ơi. Mồ cốc dinh nhạy cá các bạn ơi. Hôm mình cũng kết thúc cái video đi test cái mồ ngũ cốc dinh ngày hôm nay. Thành quả ngày hôm nay của mình khá là ok. Và có hai vài pha sảy cá thật là đáng tiếc. Yeah.
hai con trâu trắng, ba con trâu á, ba trâu một dinh, một hai con chép. Ok, mộ cốc bãi đỉnh nha các bạn. Mấy con này đều tháo hộ hết luôn. Hộ mình bây giờ trên dưới 30 mấy con cá rồi. Ok, và nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt.